vị khán giả đang theo dõi bản tin công đoàn của Báo Lao Động. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật trong tuần vừa qua. Vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình lễ cưới tập thể năm 2023 dành cho 82 cặp đôi. Năm nay các cặp đôi được tổ chức đám cưới tập thể là các cán bộ, công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố và vùng lân cận. Lễ cưới năm nay đã ứng dụng đa dạng phương thức chuyển đổi số trong các hoạt động tổ chức. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra tình hình lao động việc làm 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thị trường lao động đang tiếp tục được phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm trong quý 3 năm 2023 tiếp tục tăng so với quý 2 và cùng kỳ năm 2022. Tình trạng lao động buộc phải nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp diễn ra từ quý 4 năm 2022 đã giảm nhiệt trong quý 3. Tuy nhiên, lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước. Nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong việc hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã triển khai hình thức đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Với hình thức này, từ nay, người lao động đã không cần phải đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, vẫn có thể thực hiện thủ tục và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần một cách nhanh chóng, tiện lợi, tại nhà hay bất kỳ đâu. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, trong buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 cho biết, theo kết luận của Hội nghị Trung ương 8, lộ trình cải cách tiền lương thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong đó sẽ thực hiện đủ 6 nội dung của Nghị quyết số 27 của Trung ương về cải cách tiền lương. Theo đó, sau năm 2024, tức là từ năm 2025 trở đi, mức lương sẽ tăng từ 5-7%. Việc tăng này để đảm bảo mức lương phù hợp, tiệm cận với mức lương của vùng 1. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất người đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm, không chọn rút hết một lần thì được trợ cấp hàng tháng cho đến khi đủ 75 tuổi. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân đã đồng thuận phương án khoản trợ cấp bằng tổng tiền đóng của người lao động và chủ doanh nghiệp vào quỹ hưu trí tử tuất. Khoản trợ cấp càng cao thì chúng tôi không muốn rút bảo hiểm lần nữa. Tuổi già không tiêu nhiều, chỉ muốn có đồng ra đồng vào thôi. Tôi không có tiền lương hưu nên rất muốn rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhưng nếu có tiền trợ cấp hàng tháng thì tôi còn đắn đo cho việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Kính thưa quý vị, trong mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay, câu hỏi của bạn đọc gửi tới như sau. Việc sắp xếp lại phụ cấp khi cải cách tiền lương có làm giảm thu nhập của công nhân viên chức hay không? Để bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên, bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Yumi sẽ giúp chúng ta giải đáp ngay sau đây. Khi cải cách tiền lương thì lương của cán bộ công chức viên chức sẽ giảm là không chính xác, bởi vì những cái lý do sau đây. Thứ nhất, đó là thực tế thì theo tinh thần của Nghị quyết 27 sẽ có hai khoản phụ cấp bị bãi bỏ, đó là phụ cấp thâm niên và phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị xã hội. Ngoài ra thì các khoản phụ cấp khác không bị bãi bỏ mà sẽ được gộp hoặc thể hiện ngay trong lương hoặc là sẽ được sắp xếp lại. Vẫn đảm bảo là các khoản phụ cấp sẽ chiếm 30% tổng quỹ tiền lương. Một điểm nữa đó là công chức theo chính sách cải cách tiền lương mới sẽ có một khoản mà trước đây không có, đó là bổ sung một khoản tiền thưởng. Khoản tiền thưởng này nó sẽ chiếm 10% tổng quỹ lương không bao gồm phụ cấp. Như vậy thì từ những phân tích ở trên có thể thấy rằng là nhận định việc thu nhập của cán bộ công chức viên chức sẽ bị giảm đi là không chính xác. Cảm ơn những giải đáp vừa rồi của bà Vũ Thùy Trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận câu hỏi của bạn đọc qua hộp thư tòa soạn a.laodong.com.vn. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những số tiếp theo.